Israel tuyên bố tìm thấy đường hầm Hamas dưới trụ sở cơ quan Liên Hiệp Quốc. Israel tuyên bố phát hiện địa đạo của Hamas bên dưới trụ sở của UNRWA ở Gaza City và kêu gọi người đứng đầu cơ quan này từ chức. Đường hầm đi qua tòa nhà được dùng làm trụ sở chính của cơ quan Liên Hợp Quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine, UNRWA. Nó là tài sản quan trọng của lực lượng tình báo Hamas. Bộ Quốc phòng Israel cho biết ngày 10 tháng 2, đề cập tới địa đạo mà họ vừa phát hiện phía dưới trường học ở Gaza City, miền bắc dải Gaza. Quân đội Israel cho biết đường hầm dài 700m và sâu 18m, với hạ tầng điện kết nối với trụ sở UNRWA. Điều này cho thấy các cơ sở của UNRWA đã cung cấp điện cho địa đạo, Bộ Quốc phòng Israel cho hay. Thêm rằng đường hầm bị phát hiện sau chiến dịch phối hợp kéo dài nhiều tuần giữa quân đội và cơ quan an ninh nội địa Shin Bet. Giám đốc UNRWA Philip Lazarin cho biết các nhân viên của tổ chức đã rời trụ sở ở Gaza City từ ngày 12 tháng 10 năm 2023 theo chỉ dẫn của Israel, sau khi khu vực xung quanh liên tục bị không kích. Chúng tôi không sử dụng khu nhà từ khi rời đi và không biết hoạt động nào có thể đã diễn ra tại đó sau thời điểm trên, ông cho hay. Quan chức này cho biết bất kỳ đường hầm nào được phát hiện phía dưới hoặc gần các cơ sở của UNRWA ở dải Gaza đều đã được thông báo công khai, cũng như báo cáo cho Israel và chính quyền địa phương. Ông kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về thông tin mà Tel Aviv công bố. Ngoại trưởng Israel Katz cho rằng ông Lazarin nói không biết có đường hầm của Hamas phía dưới trụ sở UNRWA là điều vô lý, đồng thời kêu gọi quan chức này từ chức. Hamas chưa bình luận về thông tin. Nhóm vũ trang trước đó nhiều lần bác bỏ cáo buộc đã xây dựng mạng lưới địa đạo dưới các công trình dân sự ở dải Gaza như trường học, bệnh viện. Liên Hợp Quốc đang tiến hành hai cuộc điều tra liên quan cáo buộc của Tel Aviv về việc nhân viên UNRWA tham gia cuộc tập kích của Hamas vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10, cũng như về tính trung lập chính trị của cơ quan này. Eilon Levy, phát ngôn viên chính phủ Israel, ngày 30 tháng 1 tố UNRWA là bình phong của lực lượng Hamas và đã cho phép nhóm vũ trang dùng hạ tầng của họ tại dải Gaza để tiến hành hoạt động quân sự. Một loạt quốc gia trước đó thông báo ngừng tài trợ cho UNRWA sau các cáo buộc của Israel. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng bảo vệ UNRWA, gọi cơ quan này là xương sống của hoạt động viện trợ tại dải Gaza. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho rằng UNRWA đóng vai trò không thể thay thế trong việc đảm bảo người dân ở dải đất nhận được hỗ trợ cần thiết giữa chiến sự. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.